Và ngày hôm nay chúng ta cũng còn một ca sĩ rất đặc biệt nữa. Bạn ấy cũng đang là sinh viên của trường mình đó các bạn ơi. Chúng ta dành một tràng vỗ tay để cùng đến với phần biểu diễn của ca sĩ Hồ Văn Cường. Và lời đầu tiên cho phép con xin được gửi lời chào đến tất cả các quý thầy cô cũng như là tất cả các bạn học sinh đang có mặt tại nhà thi đấu ngày hôm nay ạ. Sau đây em xin gửi tặng đến tất cả các bạn sinh viên một ca khúc khá là trẻ. Mặc dù là nó không phải là sở trường của em, nhưng mà hôm nay với cái không khí trẻ như thế này thì em cũng muốn dành tặng một cái bài hát nó tươi vui một chút xíu. Bài hát được mang tên Một Đêm Say ạ. Tất cả các bạn có thể hát chung với Cường được không ạ? Để dân, bài này cũng mới cho nên là tất cả các bạn hát chung với Cường nha. Trên đôi môi lại gần hồ đơn, anh sẽ đến mặt trời lại gần hồ đơn, anh gọi đến trời vơi. Giờ còn đôi ta kia là đôi hay là nhà, giờ còn đôi trong hơi thở mày lại gần hôm nay anh đi, khi đôi môi còn đỏ màu anh nói anh yêu em, khi anh đã còn say giấc đồng mày lại gần hôm nay anh đi. Em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.